Hello, xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em làm cái clip này thì chia sẻ với các bác một trong những cái yếu tố quan trọng để tạo ra một cây ná đẹp. Đây, thì thường thì em sẽ làm những cây ná CNC Việt Nam, nhưng mà clip hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bác về những cây ná mà gọi là hàng tàu. Đấy, những cây ná giá rẻ của bên Trung Quốc. Đây là trên tay em là hai cây ná, một cây U7, một cây bản đồ 4 liềm. Thì cái mẫu này là rất là lâu rồi. Mẫu này thì có thể là nó mới hơn về cái thời gian mà ra cái mẫu. Thì cái này thì mình bỏ qua đi. Thì hôm nay nói về vấn đề là nên chọn cây ná nào mà khi mà chúng ta sử dụng ấy, sau này chúng ta có muốn làm lại cho nó đẹp hơn ấy, thì nó lại thuận lợi về cái việc là để những người thợ người ta có thể là làm cái ná nó dễ đẹp, nó chính xác hơn. Đây, đây thì em đầu tiên em quay cho các bác sơ qua với cái ná nha. Đây, đây một cái ná đã được bó cạnh. Đó, đây, cho các xem rồi. Con này con U7 nhưng mà cũng chẳng biết là cái mẫu này nó có từ bao giờ, nhưng mà đại khái mẫu này thì nó cũng chắc cũng không phải là mới, cũng hơi lâu rồi. Rồi bây giờ em nói sơ qua các bác nhé. Hai con này, cái con U7 và con bản đồ này thì một cây rất là khó làm, rất khó làm đẹp. Một cây thì làm tương đối là dễ. Tại sao em nói là rất khó và tương đối là dễ? Tại vì khó là như này này. Với một cái ná đây, đầu tiên là em nói về cây bản đồ này. Thực ra cái form này ấy, là nó sai hết về không giống cái form của anh em Việt Nam. Đấy. Tức là form của anh em Việt Nam nó sẽ tương đối khác, nó không giống như cái này. Cái này thì nó chỉ lấy cái hình dạng bên trong là cái biểu tượng thôi, biểu tượng của bản đồ Việt Nam thôi, biểu tượng của lá cờ, biểu tượng của cái bú liềm thôi. Chứ về cái form cơ bản nó không đáp ứng được cái nhu cầu về cái tính là thẩm mỹ, là một cái thứ hai ấy, về cái quá trình sản xuất thì nó không thể đẹp được. Đây, em chỉ cho các bác cái điểm mà cây ná này bị mắc lỗi, đó chính là cái khúc này này. Đây, các bác nhìn thấy khúc này không? Đó, cái khúc này này thì nó không có đường lượn mà nó bị gãy góc. Nó gãy góc thì dẫn tới là khi mà thợ người ta mài để cho nó mềm mại, để cây ná nó nhìn có tính thẩm mỹ thì rất là khó. Đấy, khó là một. Thứ hai là nó không thể đẹp được. Đấy, nó đúng ra là không thể đẹp được. Đây là cây ná em đã bo lại rồi ấy. Chứ mới đầu nhìn cây ná nhìn nó xấu lắm. Đấy. Thì ví dụ như em chia sẻ với các bác này, nhiều khi em không phải là em chê, không phải là chê ná tàu hay là gì đâu, mà chê ở đây là chê về vấn đề là cái form dáng của cây ná, chứ không phải là chê là ông tàu ông ấy làm ná xấu, ông Việt Nam làm ná đẹp, không phải nhá. Mà chê đây là từng sản phẩm, hiểu không? Từng sản phẩm rồi từng cái lô ná làm lên ấy, nó đẹp hay xấu. Đấy. Thì con này nó bị cái lỗi nhược điểm của nó là cái khúc này này. Cái khúc này này nó quá vuông. Đây là em bo rồi nó đã tròn rồi. Còn ban đầu nó rất là vuông, nó gãy góc và rất là khó xử lý. Đấy. Thì bây giờ là chỉ có xử lý đến mức như này là nói chung là em cảm thấy là nó gọi là tương đối thôi, chứ bản thân em cảm thấy cái form như này khi làm lên em không ưng. Đấy. Thực ra là em không ưng. Nó đẹp thì nó có đẹp hơn rồi đấy. Nhưng mà về cái suy nghĩ trong đầu mình về cách để làm cho sản phẩm mà mình cảm thấy nó ưng ưng mắt ấy, thì bản chất thật là em cảm thấy là không ưng. Đấy, vì yếu tố là những cái điểm này là cái điểm mà làm cho cây ná nó không thể nào mà có thể là bo cho nó mềm mại, cho nó chính xác, cho nó đẹp được. Đấy, thì đây là cái ná mà em nghĩ là nếu mà các bác có mua ấy, thì các bác thích thì các bác cứ xài thôi. Còn nếu như mà các bác mua mà mục đích của các bác là nhỉ? Ví dụ như là chơi, bây giờ chơi xong ít bữa nữa mà muốn là nó đẹp hơn, muốn gửi cho thợ để người ta bo lại, người ta hoàn thiện lại cho nó đẹp hơn, thì không nên chọn những cái form như thế này nhé. Nhất là những cái form mà nó bị gãy góc ở đây này. Đấy. Những form bị gãy góc ở đây là làm rất là khó đẹp. Rất là khó đẹp. Đây các bác lưu ý nhé. Như cái này thì bây giờ bo lại thì nó chỉ cũng được gọi là vừa mắt, cầm thì cũng êm tay đấy. Nhưng mà để mà tính thẩm mỹ thì nó chưa cao. Tính thẩm mỹ thì nó chưa cao. Thì do yếu tố là cái phôi là yếu tố quan trọng nhất để khi mà người thợ tạo ra một cây ná đẹp hay không, thì là yếu tố phôi, yếu tố rất quan trọng.
thà nó chưa làm một cái gì hết đấy, nó vuông hình sắc cạnh, nhưng mà người thợ người ta có thể là mài chỗ nọ thêm chỗ nọ bớt chỗ kia chẳng hạn đấy, thì người ta sẽ tạo ra một cái đường nét làm sao cây lá nó vừa có tính hài hòa với tính mềm mại đấy, thì nó sẽ giúp cho cái cây lá nó đẹp hơn đấy nhá. Các bác lưu ý nhá, bác đừng có chọn cái form lá này. Có rất nhiều cái cây lá của Trung Quốc người ta cắt cái mẫu bản đồ này, nhưng mà cái form nó vẫn tương đối là đẹp, em nghĩ là tương đối là đẹp, và sau khi bo lên thì nó cũng xem khoảng 1810 so với những cái mẫu CNC, mẫu CNC chuẩn thì nó sẽ xem khoảng 810, còn như con này thì nó chỉ được tầm khoảng 610 thôi, 610 so với mẫu CNC của Việt Nam thôi chẳng hạn đấy. Nghe các bác lưu ý nhé, đó một cây lá đã được bo cạnh lại. Đây, em sẽ chụp hình cho các bác xem cái chi tiết của sản phẩm nhé. Đây cũng là cái mẫu tàu, cũng là cái những cái cây lá mà cắt plasma ấy, cắt cái kiểu như là dòng giá rẻ của tàu, nhưng mà các bác thấy không? Đây, như cái này đấy, nhìn lên hình nó sẽ mềm mại hẳn luôn, kể cả những cái đường bo cạnh ấy. Vì nó là cây lá mà nó có nhiều cái chỗ để mài đi, thì đến khi mà vào cái tay người làm ấy thì người ta sẽ có cái chỗ để mà mài cho nó đẹp. Đây, các bác nhìn thấy cái đường này. Đấy, cái đường uốn lượn này. Đấy, đường uốn lượn. Đấy. Đấy, góc cạnh bo tròn của lá. Đấy, có thấy không? Thì tại vì khi mà cây lá nó gần như là nguyên phôi này là một. Thứ hai là nó khá là dày. Nó khá là dày về cái phần phần tổng thể của nó. Thì khi người thợ người ta mài ấy, như nó ở bên ngoài này, người ta mài vào bên trong này thì nó sẽ có phần ôm. Đấy, khi chúng ta cầm nó sẽ có phần ôm ở hai bên này. Đấy, nó mềm mại, nó phần ôm. Cái điều nữa này ở phần trên này này, cái đầu lá này của chúng ta này. Đấy, nó không bị gãy góc và nó có đường uốn lượn. Đấy, thì giúp cái lá nó có tính thẩm mỹ hơn. Đúng không? Bác nhìn thấy cái lá không? Nó sẽ tính thẩm mỹ hơn. Nhìn nó thuận mắt hơn. Còn một cái lá mà nó bị gãy góc quá nhìn nó sẽ không được đẹp. Không được đẹp là một, thứ hai là cầm cái lá nó cũng không được thoải mái lắm. Đấy là cái yếu tố mà rất là quan trọng khi mà để mà sửa một cái lá hay là để mà bo hoàn thiện lại một cái lá thì nó là như vậy. Với lại các bác lưu ý này, thường bây giờ anh em á, mua lá tàu ấy, có thể là có những người để ý nhưng mà có những người không không để ý. Đấy, thì vấn đề để ý hay không là như này này. Đây này, hai cái lá này, bản chất hai con này nó đều không có lỗ thoát thun, không có lỗ thoát thun. Tức là cái phần kẹp của nó không có cái lỗ. Đấy thì một cái lá mà không có lỗ thoát thun ấy, thì cái tỷ lệ kiểu như là giữ thun chắc ấy, nó cũng không được cao. Đấy là cái yếu tố mà anh em nên lưu ý. À, sau này anh em mua lá thì anh em lưu ý nhé. Những cái lá mà tốt nhất là chọn những cái lá, một là cái form dáng nó phải to to một tí để cái người thợ người ta bo lại nó sẽ đẹp hơn. Cái thứ hai ấy, là nó phải có đầy đủ những cái tính năng, ví dụ như là cái lỗ thoát thun này, đấy, cái cữ chặn thun này, để giúp cho cái lá khi chúng ta kẹp ấy, thun nó không bị chạy đấy, không bị chạy, không bị tuột đấy, nó đảm bảo tính an toàn cho chúng ta và đảm bảo tính chính xác của cái phần kẹp thun. Đấy là hai cái yếu tố mà em nghĩ là anh em mới chơi, nếu mà có xem clip này thì anh em cũng cũng nên lưu ý một chút xíu về chọn sản phẩm. Đấy, không chỉ là cái hình dạng bên ngoài, không chỉ là cái form dáng mà mình chọn cái sản phẩm, nó còn phải dựa vào những cái yếu tố là cái tính năng, công năng sử dụng của cây lá nữa. Đấy. Còn như cái này nếu mà để mà quay bình thường thì anh em cũng khó khó mà phân biệt được đây là hàng CNC hay là hàng giá rẻ đúng không? Hàng CNC hay là hàng giá rẻ đôi khi nó khác ở những chi tiết này, đôi khi rất là nhỏ thôi, như là chi tiết bên trong của cây lá hoặc cái độ chính xác của cái form lá, chính xác của cây lá. Đấy là cái điều khác biệt rõ ràng nhất. Đấy. Còn nếu mà để mà cho vào tay người thợ rồi ấy, nếu mà anh em nhìn sơ qua thì khó phân biệt được lắm, rất là khó phân biệt được. Cái vấn đề là hàng CNC độ chính xác cao hay là cái hàng mà cắt plasma mà nó giá rẻ. Đấy, đấy như ngay cả cái hình U7 này, nếu mà quay sơ qua thì anh em chả biết là cắt CNC hay là cắt plasma, nhưng mà thực tế ra thì con này cắt plasma nó khá là chuẩn. Này, cái độ chính xác nó khá là cao. Ngay cả chữ U7 này, chữ U7 nó cũng khá là chuẩn. Khá là cái kiểu như là nói chung là em đánh giá thì nó khá là đẹp. Đó. Ngay cả hình ngôi sao này, nếu mà để mà quay sơ qua thì anh em đâu có biết được là nó cắt bằng plasma đâu, tại vì cái hình dáng của nó cắt cũng khá là chính xác. Thì khả năng cái vấn đề chính xác này là do máy móc thôi, có rất nhiều máy móc thiết bị cắt plasma nhưng mà độ chính xác nó khá là cao. Thì khi mà cắt mà độ chính xác cao thì giá thành nó lại cao. Đấy là cái điều cơ bản về
gia công sản phẩm. Đấy. Cái gì nó càng chính xác thì công nó càng mắc. Đấy. Công mắc thì sản phẩm đầu ra nó sẽ mắc. Thì đây là cái yếu tố mà anh em có thể là dễ dàng mà lựa chọn thôi nhé. Đấy. Thì hôm nay em nói sơ qua về cách để anh em chọn một cái sản phẩm giá rẻ, nhưng mà nếu muốn nâng cấp, nếu muốn là làm bo lại một cây ná ví dụ như cây này trên thị trường ấy, mà chỉ bán với giá tầm khoảng 150, nếu mà anh em bo lại thì nó sẽ rơi về tầm khoảng 250, 260. Đấy, 250, 260 thì anh em đã có một cây ná là nó đạt được tầm khoảng 8 trên 10 so với ná CNC của Việt Nam rồi. Thì đây là tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của anh em, tùy thuộc vào cái túi tiền của anh em thôi, hiểu không? Đôi khi là nhu cầu anh em tôi chỉ cần vậy thôi, tôi chỉ cần một cây ná gọi là có tính thẩm mỹ tương đối và cái giá thành nó rẻ thế thôi. Có rất nhiều người có nhiều tiền như ta cũng chẳng cần phải cây ná mắc tiền, nhưng mà có những anh em thì thích cái một cây ná nó chỉnh chu, nó chính xác, cho dù nó mắc hơn một tí nhưng anh em vẫn thích. Đấy là yếu tố lựa chọn của từng người thôi. Em thì em không có thiên về vấn đề là phải chọn ná mắc tiền, phải chọn ná rẻ tiền, em không thiên về cái đó, mà chủ yếu là anh em thích. Đấy, cái thích là cái quan trọng nhất. Bản thân mình thích thì cho dù mắc tiền hay là rẻ tiền thì nó chơi nó vẫn đều rất là phấn khích, rất là thoải mái. Đấy, đấy là yếu tố mà anh em nên cân nhắc khi chọn một sản phẩm nhé. Đừng có vì người khác đánh giá là việc gì về chơi cây ná tàu, nhưng mà cũng đừng vì người khác đánh giá là việc gì về chơi cây ná mắc tiền, hay là đừng vì người khác đánh giá là ôi giời ơi ông chơi cây ná là vì chơi cây ná mắc tiền chứ lại ông chơi ná làm gì cây ná rẻ tiền nhá. Anh em lưu ý một điều như thế nhá, nên chọn sản phẩm vào cái sở thích của mình chứ không phải là nghe người khác nói. Rồi thì clip hôm nay thì em xin chia sẻ cái câu chuyện về chọn cái sản phẩm ná tàu nhé, ở đây thôi. Anh em nào mà muốn bo lại một cái ná thì anh em có thể là nhờ em tư vấn, thì anh em có thể nhắn tin Zalo cho em, thì bên em sẽ hỗ trợ anh em cái việc là tư vấn chọn sản phẩm, hay là anh em là muốn bo lại những cái ná anh em đang có sẵn chẳng hạn để cho nó đẹp hơn, để bắn cho nó êm tay hơn, thì anh em cứ liên hệ Zalo nhé, thì hoặc là gửi sản phẩm cho bên em thì bên em sẽ hỗ trợ làm việc đó cho anh em. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.